Có một cái câu nói mà mình cảm thấy dư luận viên nói rất là chuẩn và nó hay nói. Các bạn biết câu nào không? À, ai bình luận đây nói. Các bạn biết cái câu nào của mấy cái loại mà thành phần mà đầu bò óc chó ấy, dư luận viên ấy, nó hay nói không? Nó ảnh hưởng đến tiềm thức trong những người dân luôn, người ta cứ nghĩ là như vậy luôn. Hồi xưa thôi thì hay nghe chứ bây giờ là dư luận viên nó cải tiến rồi, nó thay đổi rồi, nó không nói câu đây nữa. Mà ngày xưa nó hay nói, nó bảo là không có đảng có bác thì làm sao có Việt Nam như ngày hôm nay. Chuẩn, không có đảng có bác thì làm sao có Việt Nam ngày hôm nay. Tôi khẳng định với mọi người một câu, tham nhũng dám cá là đảng viên. Đúng rồi, không có tham nhũng chắc chắn là đảng viên luôn. Vì Việt Nam một đảng kiểm soát hoàn toàn bộ máy nhà nước, ai vào trong đấy là đảng viên hết sạch, đến cả chức giáo viên còn phải vô đảng. Tôi có con bạn nó làm y tế, y tá đấy, cũng phải vô đảng mà nó không vào, nó nghỉ luôn. Nó học rất là giỏi, thấy chưa, đến cả cái chức mà y tá thôi mà cũng phải vô đảng. Mà cho nên những cái vấn đề mà tham nhũng đa số là đảng viên nó sạch, không có đảng làm sao có Việt Nam ngày hôm nay. Không có đảng thì Việt Nam bây giờ nói chung nghèo lắm, cơ vượt cơ ngang ngang tầm cùng với cả Nhật Bản thôi, chứ không bây giờ không có thua Lào hay Campuchia đâu. Còn không có bác thì dám cá, không có cải cách ruộng đất rồi đấy, đâu có gây ra cái chết mấy trăm ngàn người đâu. Tôi khẳng định luôn, đấy là ý tưởng của bác. Rồi bác gây ra cái mà cải cách ruộng đất ở bên miền Bắc ấy. Đấy, ở cái thời bên đấy, thời bên miền Bắc ấy là cải cách ruộng đất, thế là giết đi những tá điền điền chủ, rồi xong giết những người tư sản để cướp đất. Đấy, nếu mà nói về người Bắc năm tư, người ta sẽ biết cha Lê Hữu Tử. Các bạn có thể lên trên Google, các bạn search cái chữ Lê Hữu Tử, các bạn sẽ biết linh mục Lê Hữu Tử là ai nhá. Thời đấy ở bên miền Bắc ấy, người công giáo không có cha Lê Hữu Tử kéo khi nó hơi mệt đấy. Kiểu cha nhìn xa, cha không sống, cha biết được cái cải cách ruộng đất là cái cướp đất giết người trá hình, cho nên cha lập hai cái khu tự trị và được vua Bảo Đại cấp tiền mua súng để tự trị, để tự bảo vệ dân công giáo ở đấy có hai điểm, và nó cứu rất nhiều người dân ở bên miền Bắc để vô trong chỗ mà khu tự trị của cha để tị nạn. Mãi đến năm 1954 bắt đầu theo lời kêu gọi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bắt đầu Bắc năm tư mới chuyển qua bên miền Nam. Đấy, không có đảng có bác làm sao có Việt Nam ngày hôm nay. Đấy, đấy, không có đảng có bác làm sao có thằng đảng viên mà lên nó nói nó thu thuế, nó vặt lung vịt vặt làm sao con vịt nó không kêu toáng lên ấy. Đấy, đấy, câu nói đấy rất là chuẩn mà giờ không thấy nó bình luận ấy. Mình lên đây mình thấy nhiều người có đầu hai thứ tóc thì vô bình luận buồn cười á, thì cứ bảo mày rảnh thế mày lên nói xàm, thì xong thì nó thì xong nó bảo những cái câu nghe rất là hay. Tao khẳng định mày một câu, ngày mai là công an lên tới tìm mày mà tìm tao làm cái gì, tìm tôi làm cái gì, đầu hai thứ tóc rồi vẫn còn nói xàm nói xạo, đúng là Việt cộng luôn. Nhiều người nói xàm nói xạo kinh lắm, mà đầu hai thứ tóc rồi đâu phải dư luận viên đâu. Có một cái thằng nào mà cái gì là Duy Thanh ấy, mà thằng hồi xưa mà trong livestream mình mà mình nói là công an ấy ở ngoài Hải Phòng ấy, đó nó là công an ngoài Hải Phòng, vô quay tường cá nhân nó rồi, vô bình luận khí thế lắm, nào là ba que là phản động cái thứ gì đấy ấy. Đấy, xong nó lên nó vô nó bảo mày không bị bắt bỏ tù làm con chó nha mày, thì cách đây đâu khoảng hơn nửa năm rồi thì tôi vẫn ở nhà thôi, lâu lâu được mời xuống xã uống ít nước trà,
khích lệ tinh thần lấy vợ vẫn chưa phải vào tù, mày vẫn là con chó ra tao nhá. Có ở trong đây không? Đấy. Nhiều người đầu hai thứ tóc lên bình luận khí thế. Xem Facebook có cái gì. Hôm qua đến giờ thì thấy vẫn là trên cộng đồng mạng vẫn là bức xúc về cái kiểu mà tiếng Việt cải cách. Mà theo như nhiều nguồn tin ấy, thì thấy là những cái kiểu mà dạy kiểu như thế này nó từ lâu rồi. Do người dân người ta không có để ý, thường là tới những cái vùng sâu vùng xa rất là nhiều. Đến như cái chỗ mình, cái chỗ Lạc Lâm mình thì chưa thấy, nhưng mà thấy đến như cái chỗ mà vùng như là Thạnh Mỹ, Ca Đô, có vẻ là thông qua cái sắt dạy lớp 1 cái kiểu như vậy rồi đó. Mà chưa thấy bậc cha mẹ nào lên tiếng. Gì à? Đảng bia. Công an cái gì ấy? Anh công an Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Nghe từ Hà Tĩnh là biết Đảng và Bác Quang Vinh muôn năm vĩ đại sống mãi trong quần chúng nhân dân rồi. Quen thói bạo lực. Cái này nghe vẻ chọn đấy. Thôi em thì quen thói bạo lực. Ở ngoài đường trước mặt toàn dân còn đánh nhân dân như con sốt đi. Chứ nói gì ở trong đồn đúng không? Còng tay đánh đập người yêu. Câu này nghe có vẻ thằng này nó học tập của tấm gương hôi chết mẹ. Đấy, thằng hôi chết mẹ nó không có vợ. À, nó có vợ ở bên Trung Quốc. Mà khi mà nó nhận cái chức mà cái chức Hồ Quang. Đấy, là nó giết vợ nó luôn để nó nhập vai. Rồi kể từ ấy nó không lấy vợ luôn mà nó có con rất là nhiều nhá. Thằng này chắc nó học từ cái thói mà bạo lực thường xuyên còng tay đánh đập người yêu đấy. Nói có sách bách có chứng như đâu rồi đấy, xem lại em. Người yêu những đẹp lắm như đâu đến nỗi gì đâu. Đúng rồi, đúng giọng là Hà Tĩnh rồi. Mẹ sợ gì nó. Bây giờ đến cả người yêu của nó còn còng tay nó đánh đập thì nói gì đến dân thường. Tôi nói có sai đâu. Cái thằng dân phòng thôi. Nó còn quay nhân dân không ra một cái gì. Thế chứ đến cả người yêu của nó còn đánh đập nữa. Đến bố mẹ nó còn đem ra nó đấu tố. Thằng Trường Chinh ấy, có tên đường luôn đấy. Thấy không? Cái gì á? Đấy, người yêu nó còn đánh đập. Đấy, giờ nhà tôi chưa kịp đọc mà tôi nói còn chuẩn hơn cả cái người mà AD viết ra cái đăng tải cái thông tin này. Ấy, không còn lời nào mà tôi nói. Sống ở Việt Nam vui như ngày chảy hội. Đường lầy không chịu làm đường hệ thống giao thông, nâng cấp hệ thống giao thông lên để cho người dân đi. Xã đảng thế nào ngồi nghiên cứu kê cái tấm ván báo thu mỗi xe 10.000. Y cái trạm BOT. Hết sức cái đỉnh cao của trí tuệ. Đúng là nó tìm mọi cách nó vặt lông vịt. Mà riêng cái thằng gì nó bảo là vặt Vũ Đình Ánh hay sao? À đúng rồi, Vũ Đình Ánh hay sao á. Thằng mà nó bảo là thu thuế nó vặt lông vịt đấy. Đấy, thằng tiến sĩ gì đấy á.
Lần trước mình livestream mình nói rồi, mình bảo Vũ Đình Ánh mai sau mà về hưu ấy, ra ngoài đường cẩn thận nhá, xã hội Việt Nam không an toàn đâu, dễ bị động xe chết lắm, ra ngoài đường vuốt tóc cũng dễ bị một đâm chết lắm, không có gì an toàn đâu. Nói thì gửi lời mấy như kiểu mà tiến sĩ giáo sư Bùi Hiền luôn, hay là Vũ Trọng cái gì Trọng Đại ấy, cả nhiều lắm quan chức ở Việt Nam mà nhá, mai sau về hưu ấy thì xã hội Việt Nam khẳng định không an toàn. Tôi là bơi trải ngoài xã hội nhiều năm rồi, tôi biết là ngoài xã hội Việt Nam như thế nào, và báo chí đang đây đi mua hủ tiếu vuốt tóc đâm chết luôn, đến cả đi nhậu thôi rủ đi không đi nó cũng đâm chết, đi không uống nó cũng đâm chết, đi mà uống nhiều quá ránh nằm viện, đến cả trả tiền luôn, chăm nhau trả tiền bàn nhậu nó cũng đâm chết, đi nhậu không trả tiền nó cũng đâm chết, không an toàn đâu nhá. Mà hình như con cháu các ông như là cuốn gói bên nước ngoài hết này hay sao nhỉ, điển hình như là Nguyễn Xuân Phúc ấy, có căn nhà khủng bố ở ngoài bên chỗ Mỹ ấy, bị đóng băng tài khoản bên Mỹ rồi đúng không, xong thông báo cho người dân biết để người dân rút kinh nghiệm nhé. Việt Nam là thiên đường đáng để sống, ông nói mà sao đưa con cháu bên nước ngoài làm cái gì, sống ở Việt Nam vui như ngày chảy hội thế thì còn đòi đi đâu nữa. À, thì mình mới viết một cái sốt status là có cách để thu hút vàng ngoại tệ trong dân và thu hút luôn những nguồn đầu tư các đất nước văn minh tới đầu tư cho Việt Nam luôn, thúc đẩy cho các đất nước Việt Nam phát triển lên văn minh, bước một bước qua cả bên Lào Campuchia luôn, kể cả thằng Trung Quốc nếu nó không chịu thay đổi. Nhưng mà không nói đâu, các ông này chỉ nghe thấy làm cách nào để thu hút vàng ngoại tệ trong dân thôi là các ông nghe khoái. Tôi mới nói ra là bắt đầu các ông lại bắt tôi, bảo tôi là những cái thành phần bất hảo. Không nói đâu. Còn cái thành phần bất hảo là ai, nói là Nguyễn Phú Trọng ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy. Thì lên Google search có ngay thôi, có cái gì đâu. Gì cơ? Việt đại lý, người tàu giải tiền bố thí người Việt trở lên mua vui cho họ chính trên quê hương của mình. Bố tài à đây. Nhiều chắc là nhiều kiểu mà các bậc phụ huynh có con em, người ta đang lo về cái vấn đề mà giáo dục cho con cái, đúng không? Cho nên là mọi người ấy, nếu mà trong đây có những mà bậc phụ huynh ấy, mà có con cái ấy, thì tôi khuyên mọi người nên có một cái sự lựa chọn giáo dục cho con cái của chúng ta. Các bạn hãy lên tìm hiểu về cái tự do khai phóng. Cái nền giáo dục của bên tư bản ấy, là nền giáo dục của tự do khai phóng. Khai phóng hết những cái tiềm năng, hết những cái khả năng tài trong con người. Đấy. Ở Việt Nam mình là độc tài, giáo dục của nhồi sộ. Các bạn mà muốn con cháu của các bạn, tôi không cần con cháu của tôi trở thành người tài giỏi. Tôi cần người con cháu của tôi trở lên một con người con nhân cách là tốt rồi. Đó thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ cái chữ mà lần giáo dục tự do khai phóng và chạy tiên huấn và nhồi sọ của thầy Dương Tuấn Ngọc, các bạn nghe rồi các bạn quyết định chọn cái nền giáo dục gì cho con cháu của mình nhá.
chứ đừng để cho con cháu các bạn mà vô trong cái trường học mà để cho thầy cô giáo nó nhào nặn, nó nhồi sọ những cái văn hóa, những cái câu chuyện hết sức là độc hại. Các bạn theo dõi thiền tình ở trên cái chỗ Việt Nam trên Facebook bao nhiêu lâu nay chắc các bạn biết, tôi đã nói rồi, những cái câu chuyện đã ảnh hưởng rất nặng về trong cái tiềm thức của đứa bé đấy. Các bạn tấn dạy cho con cái của các bạn bằng cái câu chuyện tâm cám để cho nó đi giết người, giết người một cách man dợ, ăn thịt người, rồi bảo cây đấy là hiền như tấm, không có đâu, nó sẽ ăn vào đầu đứa bé đấy, những tiềm thức đắn ghen, giết người, bảo thủ, lừa lọc. Đấy là tôi nói thật thôi. Nhớ là trong đó có những bậc phụ huynh ấy, thì sẽ lên sự lựa chọn để giáo dục cho con cái của mình. Nhớ, hãy tìm hiểu về cái nền giáo dục của tự do khai phóng. Đấy, hôm qua mình cũng úp cái tấm hình này lên này, không biết mọi người coi có hiểu không nhỉ? Thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy gì trong tấm hình này? Đúng không? Một người có con mắt nghệ thuật. Tấm hình nhìn rất đẹp. Một người có cái tầm nhìn chính trị, cái nhìn khách quan xã hội, sẽ thấy ngay một cái chế độ nó thối nát và tham nhũng khắp nơi, khắp đất nước luôn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có tự do, không có an toàn. Đứa bé này là tuổi trẻ, là trẻ con, là tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước mà còn đang phải đi làm việc như thế này, phải gắn những cái khối cây lớn như thế này. Cái tuổi thơ học, tuổi thơ của đứa bé đâu? Cái chế độ này, cái xã hội này đã làm gì để bảo vệ cho đứa bé này, quyền, những cái quyền lợi của đứa bé đấy đấy đâu? Đang tuổi ăn tuổi học mà phải đi mưu cầu với cuộc sống, để mưu sinh với cuộc sống. Nếu một người bên nước ngoài tư bản, người ta nhìn vào tấm hình, người ta sẽ đánh giá cái đất nước này ra sao? Đầu tư vào giáo dục là cách thúc đẩy phát triển đất nước nhanh nhất. Giáo dục tốt sẽ có những công dân tốt. Công dân mà tốt, đất nước nó phát triển thôi, nó văn minh thôi. Cái gì vậy? Giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt cải cách. Hai em này nói cái gì đây? Hiện nay ở trên Facebook thì mình thấy rất là nhiều những người mà người ta quan tâm đến chính trị, người ta quan tâm đến hiện tình đất nước, người ta quan tâm đến cái nền giáo dục rất là nhiều. Có những cái nhiều video lên, người ta kiểu lên nói, người ta thể hiện cái bức xúc của mình. Đó là cái điều tốt. Hệ thống truyền thông của chúng ta làm rất là tốt. Nhiều người, người ta ở Việt Nam, mình đã bảo là các bạn cứ theo dõi vào cái hệ thống truyền thông về công cuộc đấu tranh, nó càng mạnh thì công cuộc đấu tranh nó càng nhanh thôi. À, cái video mà nghệ sĩ Trung Dân ấy, mà lên nói về những cái lời về núi non sông, đặc biệt là chỗ là đồng bằng sông Cửu Long ấy. Nghệ sĩ Trung Dân đáng để cho người dân chúng ta tôn trọng. Ở Việt Nam thì nói chung những người nghệ sĩ mà chân chính như thế này rất là ít. Dám thể hiện lên cái chính kiến của mình, dám nói lên cái hiện tình của đất nước. Dù họ là nghệ sĩ, họ sẽ bị gây sức ép từ phía bên nhà cầm quyền, cái đó là chắc chắn.
đấy, nghệ sĩ trung dân. Còn cỡ Hoài Linh như cả Xuân Bắc, cả em Sơn Tùng, MTV Vic hết đi, không ra gì. Đấy, nhưng lúc đầu mình nói thôi. Đấy, cái chức giáo viên cũng còn phải vô đảng. Những cái chức y tế, y tá cũng vẫn phải vô. Đừng có nói nghệ sĩ, ca sĩ vẫn phải vào, phải phụ thuộc để trở thành một cái công cụ truyền thông cho đảng. Bạn muốn nổi tiếng, bạn muốn làm ca sĩ ở chỗ Việt Nam, hay muốn làm người mẫu? Làm người mẫu thì chắc phải phục vụ những các ông lớn nhiều. Tìm tự do, tìm công bằng, tìm công lý ở trong cái xã hội chủ nghĩa thì quên đi. Không có đâu, nhưng mà tìm. Không có tự do thì không có cái gì là an toàn hết. Đấy nhá, vị tổng thống bên Mỹ ấy, đừng bỏ tự do, đừng có bỏ tự do để giữ lấy an toàn, thì người đấy không xứng đáng được có cái gì hết. Không có tự do, không có an toàn đâu. Còn Việt Nam có tự do hay không thì chính các bạn tự cảm nhận. Tự do mà tại sao các bạn lại phải sợ? Đấy, đặt những câu hỏi đấy trong đầu mình. Thì luật biểu tình lên tiếp tục nghiên cứu, không lên bỏ. Quan chức lãnh đạo làm này nghỉ hết đi, nghỉ hết đi. Lần trước ông gì nhỉ? Trần Đại Quang, chủ tịch nước, ông ấy bảo là sẽ thông qua luật biểu tình cho người dân, rồi cũng bị bịt miệng luôn rồi. Đấy, giờ ông nào lên đây lại nói là nghiên cứu về luật biểu tình, nói là làm liền. Chính trị nó làm vậy, chính trị không có cái từ xin lỗi và cảm ơn, anh làm được thì làm, không làm được thì biến. Làm gì có cái chuyện mà làm sai không xin lỗi gì, xong làm được cảm ơn cái gì. Chúng tôi thuê các ông về, các ông làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Đừng có gây thiệt hại đến cho đất nước, đừng gây thiệt hại đến cho nhân dân. Nhá. Các bạn phải hiểu. Trong gia đình chúng ta có thể chấp nhận những thành viên yếu kém. Chỉ trong gia đình các bạn có thể chấp nhận những thành viên yếu kém, nhưng xã hội không thể nào chấp nhận những thành viên yếu kém được. Đó là cắt dạy cho con cái của chúng ta mai sau ra ngoài với cả ngoài xã hội. Xã hội nó không giống như gia đình đâu. Y như trong gia đình chúng ta có những người con yếu, nhưng nó là con của mình, dòng máu của mình, chúng ta có thể thông cảm, chúng ta bỏ qua. Nhưng ngoài xã hội không có đâu. Chính trị nó cũng vậy, không có cái chuyện mà xin lỗi. Không có đâu. Phải nhận được cái trách nhiệm, phải có bản lãnh chính trị thì mới làm chính trị được, mới làm quan chức lãnh đạo được. Chứ đừng có ôm giữ mãi cái thẻ đảng, xong kim bài miễn tử, xong thì gây thất thoát đến hàng trăm ngàn tỷ, xong bắt đầu ôm tiền bồi biến qua bên nước ngoài xong đâu. Không có. Đấy, y Nguyễn Trãi kể về cái thời Nguyễn Trãi nghe chẳng khác gì thời bên giờ mình. Giờ mình đang sống nó còn man di mọi dợ hơn cả cái thời Nguyễn Trãi. Giặc nó còn trá hình vào trong những cái hình ảnh công an để nó đánh đập dân. Nó làm suy yếu mức độ một quân đội không dám ló mặt ra để đứng lên để bảo vệ cho những người dân. Là cái thế lực của giặc nó đang rất là mạnh ở cái chỗ Việt Nam. Mà nhân dân vẫn còn nhiều người vẫn không biết cái gì. Đúng là cái thời của chúng ta sống bây giờ còn thua cái thời của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là ai vậy? Lên Google tìm. Chắc là nói các bạn Tần Thủy Hoàng với cả Gia Cát Lượng, những Lưu Bố thì chắc bạn biết, còn bảo Nguyễn Trãi là ai bạn không biết.
Đấy là lịch sử người Trung Quốc thì chúng ta lại nắm bắt nhiều hơn, còn lịch sử người Việt Nam chúng ta lại không biết. Y câu nói của Phan Bội Châu nghe rất hay: sống tuổi làm chí đứng chật trời, sống nhìn thế giới khổ chẳng ai, sống làm nô lệ để người khiến, sống chịu ngu si để chúng nó cười, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời. Sống như vậy thì đừng lên sông, sống tuổi làm chí đứng chật trời. Đấy, Phan Bội Châu, một người hoạt động cách mạng yêu nước rất người nhiều. Ông ấy sống ở bên Pháp, ở bên Nhật. Đấy, cái đợt mà Nhật Bản qua bên thăm Việt Nam đây, đâu có ghé thăm thằng Hồ Chí Minh đâu, ghé thăm mộ của Phan Bội Châu. Đấy, và Phan Bội Châu bị cái thằng Hồ Chí Minh nó báo với Pháp để Pháp bắt Phan Bội Châu. Thấy thấy đúng thằng Hồ Chí Minh chưa, thấy nó khốn nạn không? Giờ còn học tập theo nó để làm cái gì? Đấy, học tập theo nó đấy, cái thằng công an gì ấy còng tay người yêu vào đánh được. Xong rồi. À, cái bạn vừa rồi bảo Nguyễn Trãi là ai ấy, mình khẳng định với bạn một câu: một, vua Hùng mới là cha già dân tộc của Việt Nam nhé, chứ không phải thằng Hồ Chết Mẹ nhé. Nhớ, thằng Hồ Chết Mẹ nó chỉ là cỡ hơn 100 tuổi thôi nhé. Gì cả. Thôi, cải cách tiếng cái gì nữa? Thế ngoài cải cách tiếng Việt ra, các phó giáo sư tiến sĩ hơn 24.000 tiến sĩ giáo sĩ không nghĩ ra được cái cách gì để phát triển cái đất nước này lên à? Hả? Nguyên một bộ chính trị, nguyên một bộ chính phủ, nguyên một bộ quốc hội không nghĩ ra được cái gì ngoài cho đất, bán đất, cho thuê đất, cho Trung Quốc giữ hộ đất, không có cái cách nào để phát triển cái đất nước này à? Không có cái cách nào để bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ người Việt Nam không ta? Hả? Nên nói nghe phát ngôn nghe nó thấy bực mình này. Hãy tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, làm đi, làm gì nhân dân tin nó, không có làm được cái gì đâu. Mình hay nói thì làm chính trị như kiểu các ông cắt đất, cả gây tổn thất đến ngân sách, gây tổn thất đến tài nguyên của quốc gia, ngân sách của nhân dân. Các ông cắt đất, các ông cho thuê, các ông cho bán, các ông cho giữ hộ, làm như các ông ai làm chẳng được, làm như các ông ai làm chẳng được. Thằng ăn mày lên nó làm còn được, đâu cần học lên lớp 3 trường làng đâu, ai làm cũng được hết. Làm lãnh đạo đứng đầu đất nước phải suy nghĩ là tạo ra phải tìm cách gì để phát triển cái đất nước, đẩy mức sống của người dân lên, bình đẳng giá cả, bình đẳng mức độ thuế cho người dân, mang những cái lợi ích về cho nhân dân tối ưu nhất. Thôi nói ra nó lại bảo những kẻ bất hảo mệt lắm. Mấy vấn đề đấy mới nói nhiều. ngàn tiến sĩ giáo sĩ chưa sáng kiến ra được cái con ốc vít, ngồi nghĩ toàn mấy cái tào lao phải cải cách tiếng Việt, phải phá cái ngôn ngữ người Việt Nam à, phá cái nền văn hóa người Việt Nam à. Con cháu tôi nó không học cái ngôn ngữ đấy, kiểm tra không? Cháu tôi mà học, tôi lên trường tôi nói thẳng, tôi chỉ thẳng mặt những thầy cô nào dạy cháu tôi luôn. Có biết dạy không? Có nhắm nào mà thợ dạy được không? Dạy được dạy, không dạy được nghỉ. Đừng có đầu độc đến con cháu của chúng tôi. Con cháu của chúng tôi không phải là cái vật thí nghiệm, mà chúng tôi là cái ông chủ cái đất nước nhá.
theo quy củ như nó đúng ấy. Bao nhiêu lâu thấy dân nghèo, dân khổ thì bắt nạt cái gì? Hả? Tôi nói trước luôn rồi đấy. Tôi biết những đứa bé, những đứa trẻ mà đi học, cái tâm lý nó sợ. Học giống như một cực hình. Cho nên cháu tôi về nhà tôi để cho nó thoải mái, tôi không có ép đặt nó phải học cái gì, hay là ép đặt nó phải như thế nào để cho nó thêm cái cực hình nó làm cái gì, để cho đầu óc nó thoải mái, cho nó ngây thơ, nó giống trẻ con, cho nó tận hưởng. Đó, cái bản năng của một đứa bé nó rất là ham học. Để nó thích học cái gì nó học, nó muốn cái gì để nó học cái đấy. Mình dạy cháu, tính ra nó tội cho thằng cháu. Mẹ nó là một người nói chung là rất là vô lương tâm, bỏ nó. Cho nên nhà mình người ăn cả, nuôi thằng cháu, cả gia đình nhà mình nuôi. Còn mẹ nó bây giờ cái đứa mà nói chung là khốn nạn, nó biến đi đâu rồi. Mình biết cái tư duy của những đứa bé đấy nó rất là bất, nó không khó được hòa đồng với cả xã hội mai sau. Cái đứa bé mà mình hay đưa lên livestream mà mình chụp hình ấy, đấy là cháu của mình, cháu đích tôn ấy. Mà mình nhìn với cách mà mình dạy, mình cũng tìm hiểu trên mạng mà nhìn thấy được cái đứa cháu của mình nó thông minh hơn những cái đứa bé ở ngoài, dù những đứa bé ở ngoài có lớn tuổi hơn, nó không có bị gò bó, nó không có bị ép buộc, nó được tự do trong con người nó có cái tư duy phản biện, nó có nhận biết cái gì đúng, cái gì là sai. Nó có biết cả ngại, cả xấu hổ khi nó làm sai. Đó. Lai dai người hát cho vui. Mình thích hát nhạc chế do mình viết thôi. Biết còn gì nữa, dân tôi ở đâu, bồ xịn Tây Nguyên nở dưới khu bão lộc, miền Tây có lẽ ta thằng nào rồi phố môi xa lửa khói dâng đầy trời, khiến miền chúng tôi oán thán. Ngày xưa theo Tây Tư Vĩ tuyến 17, miền Nam có hoan ngọc miền Đông. Rồi khi theo Trung biến chén dưng bị chăn, suốt đời dân tôi oán thán. 43 năm dân mình vẫn chưa tỉnh ngộ, 43 năm giặc Trung đang tới rất gần. 43 năm dân mình vẫn chưa biết gì, 43 năm kỷ hiệp định Thành Đô.
đời ông chỉ một lần phân biệt rõ đúng sai, mà sao lại nhầm đường đưa dân tới oan than, mà sao lại chọn đường diễn dân tới oan than. Thiếu rồi giấc mơ được hạnh phúc, giờ dân còn lại gì bao cây cá chết khô, giờ dân còn lại gì bao xương máu chết oan. Việt Nam giờ chỉ còn bao dân quá oan than. Ước mơ hạnh phúc dân tôi ở đâu, nó chọn thế nào, nó chọn cái con đường xã hội chủ nghĩa, nó đưa cái con dân mình tới đâu, tới cái sọt rác của thằng Liên Xô. Băng hoại một dân tộc, băng hoại luôn cả một tổ quốc. Nó biết là con đường sai mà nó vẫn đi theo, để mang về những cái lợi ích cho nó, mà mang về những cái lợi ích cho tổ chức nhóm của nó. Một cái chế độ mà không lấy những cái công lý để bảo vệ cái chế độ, thực chất nó là chỉ là một băng cướp. Bồ xít Tây Nguyên ở dưới khu Bảo Lộc, miền Tây có lẽ ba thằng mang, rồi phố môi xa lửa khói dâng đầy trời, khiến biển chúng tôi hoang thang. Ngày xưa theo Tây Tứ Vĩ Tuyên 17, miền Nam có hòn ngọc Viền Đông, rồi khi theo Trung biến chết dâng bị chặn, suốt đời dân tôi hoang thang. 43 năm dân mình vẫn chưa tỉnh ngộ, 43 năm giặc Trung đang tới rất gần, 43 năm dân mình vẫn chưa biết gì, 43 năm khi hiệp định Thánh Đô. Đời ông chỉ một lần phân biệt rõ đúng sai, mà sao lại nhầm đường đưa dân tới oan than, mà sao lại chọn đường đưa dân tới oan than. Thiếu rồi giấc mơ được hạnh phúc, giờ dân còn lại gì bao cây cá chết khô, giờ dân còn lại gì bao xương máu chết oan. Việt Nam giờ chỉ còn bao dân quá oan than. Ước mơ hạnh phúc dân tôi ở đâu, mưu cầu hạnh phúc không có đâu. Giờ dân còn lại gì bao cây cá chết khô, rừng nó chặt hết rồi, biển độc rồi, phố xít Tây Nguyên liền men, phố Mosa các nhà máy độc hại đồ tàn phá môi trường Việt Nam rồi, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, các nhà máy nguyên tử hạt nhân gì ở bên cái phía mà bên miền Bắc ấy, nó mà dò dỉ phát toàn cái chỗ miền Bắc chịu ảnh hưởng hết, toàn những nhà máy độc hại từ Trung Quốc mang qua bên Việt Nam. Đây tôi nói cho mọi người biết thôi, mà tôi khẳng định với mọi người một câu, một tôi không có rảnh để tôi bỏ cái sự an toàn của mình, tôi bỏ cái tính mạng của tôi ra lên đây tôi nói cho mọi người đâu. Để tôi chấp nhận những gì lời tôi nói, tôi chấp nhận hết tất cả những gì tôi nói. Cái bản án nào cho tôi, kẻ bất hảo à, phản động à. Đã là phản động thì nó nghĩa là phản quốc, mà đã là phản quốc thì giết. Mai sau có bắt tôi á, nhá, tôi thì không thích ở trong nhà tù á. Cái tính của tôi không thích cái đợi chờ nhiều, sợ tớ. Cho nên các dư luận viên cùng hộ cùng đảng khỏi cần lên mày hù dọa tao làm cái gì nhá. Còn công an an ninh khỏi cần theo dõi đi làm việc gì có ích cho cái xã hội, có ích cho cái đất nước đi nhá. Còn nếu mà đã bắt rồi mà quy vô cái tội mà khủng bố với cả lật đổ với cả các thứ gì, nó là phản quốc, sợ tớ ấy. Yên tâm đi, tao không hèn với chúng mày mà súng chưa bắn mà đái ra quần đâu. Không dám để tôi phản biện. Bạn bè thì không có mới lập lên được. Phản biện về cái vấn đề gì? Nói coi.
lên mất công này, cái cơ thể người là hoàn hảo rồi, nó có lâu lâu xuất hiện những cái mụn nhọt tôi đau đầu á nhá.